thôi không tặng nữa, không tặng nữa. Vậy thôi con không có tặng cho bà nữa đâu. Giờ con đi theo bà đó coi thứ nhà bà ở đâu thôi. Nhà tôi ở ngoài đường. Ơ. Không có nhà, có cửa gì hết. Trời ơi. Đừng, không, bà đừng. Bà tính. Mẹ mày cứ đánh ra hoa điên không. Rồi xong rồi. Bà đi theo làm gì mà cứ biết nhà biết cửa, biết nhà biết cửa không à. Coi làng xóm ai coi hai cái thằng đây chứ. Xin chào tất cả mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại thì Nhân đang có mặt tại xã Vĩnh Thái của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thì lúc nãy khi mà Nhân đang đi trên đường Võ Nguyên Giáp á, thì Nhân có phát hiện một người phụ nữ với một cái lối ăn mặc rất là kỳ lạ và dị thường, khác người. Và trên vai á, thì gánh một vài cọng rau muống. Và sau khi mà mình hỏi thăm người dân ở gần đó thì được biết là bác gái này không được bình thường và cũng không có nhà cửa gì cả. Vì vậy mà mình nghĩ là chắc mình phải tìm hiểu bác gái này xem thử là bác ấy có được bình thường hay không, và nhà của bác ấy ở đâu, và xem thử mình có giúp được cái gì hay không nhé. Bây giờ Nhân mời tất cả mọi người hãy đồng hành video này cùng với Nhân để biết nhân vật bí ẩn này nhé. Đi thôi. Hồi nãy giờ là mấy anh em mình bám theo bác gái này, bởi vì lúc nãy là khi mà đi ngang qua đường á, là có một số gia đình biết mình á, lôi mình vào nhà. Thì lúc đó mình mới có cơ hội và mình hỏi thăm mới biết được bác gái này là không có nhà cửa gì cả. Rồi, chắc kêu bằng bà ấy, lớn tuổi rồi, nãy mình không có để ý. Bà ơi, con chào bà. Bà gánh cái gì vậy bà? Đây là bà có bán không? Không. Dạ. Ý là bà có cần con đưa về không? Không. Mẹ tôi dắt về mà. Dạ, vậy thì bây giờ bà về nhà còn bao nhiêu xe nữa? Con chỗ có dắt về cả, con chỗ có cầu đó. Ý là con tặng cho bà một ít tiền ha. Con biếu cho bà một ít tiền bà mua rau ngang. Bà ơi, con biếu bà ít tiền mua rau. À thì đó, bây giờ bà quay cho mát bà ngồi đi. Xong rồi con... À có nghĩa là bà vừa đi bà vừa nói chuyện với con được không? À, con biếu bà 200 ha. 200 nghìn ha bà ha. Con bỏ ở đâu? Đây. Bà cầm theo rớt ha. Thế là thôi hai bà cháu mình vừa đi vừa tâm sự một xíu nha. Hay đưa con gánh phụ cho, con thấy nặng quá. Bà sợ mắc đồ. À, bà tên gì vậy bà? Bình Ý. Dạ? Bình Ý. Ý hả? Ừ. Bà tên là Ý hả? Ừ. Con gắn cái này con nói chuyện với bà nghe. Không. Cái này nó nói chuyện nó mới to nè. Không. À, bà năm nay được bao nhiêu tuổi rồi bà? Bà ơi. Không biết bao nhiêu tuổi hả? À, bà không nhớ bao nhiêu tuổi ha. Những cái nước này là bà gánh để bà uống nước hả? Bà về nhà nấu cơm. À, bà xin nước về nhà nấu cơm. Ủa? Bà ở dưới phố mà sao bà lại đi xin nước ta? Ở ngay cầu đó. À, bà ở ngay cầu á hả? Ừ. Ủa, con thấy ở phố này làm gì mà thiếu nước đến nỗi mà bà phải đi xin nước ta? Bà có chồng con gì không? Bà ơi! À, có nghĩa là bà có con nhưng mà con của bà lo làm ăn rồi cho nên không có nuôi bà ha. Bà hái cái rau rồi để làm gì bà? À, bà hái lá cây bà chia cái vỏ. Cái mũ này là bà tự làm hay là bà mua vậy? Mua hết á. Bà mua hả? Mua đó, mua đi chợ đó. Bà bán lại cho con được không? Bà. Bà cứ nè, hỏi sao mà trang đèn quá nè. Thôi để con về con thăm nhà bà thử ha. À dạ, đúng rồi, nghỉ mệt xíu bà, chứ con thấy bà gánh nước nặng mà. Trời. Cái nước màu vàng là cái gì vậy bà? Trà tôi uống á. À, bà chơi nước trà bà uống ha. Bà ăn trưa chưa?
Ăn rồi, ăn dưới chợ rồi. À, bà ăn dưới chợ rồi hả? Bà có cái bộ đồ đẹp dữ ta. Bà biết con không? Không. Bà nhìn mặt con thôi bà biết không? Không biết ai đó. Chưa nhìn mà sao bà không biết? Trong này bà có cái gì bà bán không? Không có bán cái gì đó. À, con nãy con tưởng bà là người đi buôn chứ. Bà gánh đồ, con tưởng bà đi buôn chứ. Bà đừng có sợ con không có làm gì bà đâu. Nãy con tặng cho bà ít tiền đó. Con hỏi thăm bà xíu ha. Bà sợ mình làm cái gì bà cho nên là hiện tại là bà có mấy người con bà? Con 15, 20, 30 đứa. Úi trời, dữ dằn vậy hả? 15, 20, 30 đứa luôn. Vậy thì hiện tại là bà sống với ai? Đây là hỏi chi, hỏi hoài như trời. Không có hỏi sang đèn nữa rồi. À, hình như mình nghe giọng nói của bà, hình như bà một là người từ Ninh Hòa trở ra khu Phú Yên. Tầm đó, đúng không bà? Bà quê Phú Yên hay là quê Vạn Ninh? Bà có muốn đôi dép mới không? Con mua cho bà đôi dép mới nha. Thôi cho bà ngồi bà nghỉ đi, bởi vì chắc là bà cũng đang mệt rồi. Con ngồi nghỉ với bà luôn ha, mệt quá. Con không có làm gì bà đâu bà ơi. Không làm gì hết. Đừng sợ con. Bà theo làm gì? Con muốn giúp bà. Không có giúp cái gì hết á. Hồi giờ có ai giúp bà không? Đi ra cho cái giúp cái gì nè. Ôi trời ơi, cho bà, tặng bà tiền rồi mà. Nãy con tặng bà ít tiền đó, bà không nhớ à? Ôi trời, gánh nặng dữ vậy trời. Ủa sao? À, không đi theo bà đó, về nhà thăm nhà bà thôi, bên nhà bà ở đâu? Vậy là bây giờ bà về nhà bà nấu cơm hả bà? Bà ơi! Hỏi cho nó hỏi sang đèn quá à! Ôi trời, hú hồn! À, tính ghé nhà bà ăn cơm ké nè! Dễ sợ! Xíu nữa con, bà cho con ăn cơm ké ha! Nhà tôi không có gạo vô đâu, cơm ké, cơm đồ! Thì lúc nãy con tặng cho bà 200 nghìn đó, rồi mua gạo rồi bà cháu mình nấu cơm ăn. 200 ngàn tôi liền ngoài kia. Đâu? Ông đi ra xuống đó mới thấy. Hả? Mà sao tiền con tặng bà đem liền? Tôi không có xài được, tôi liền. Thì nếu bà không xài được thì bà trả cho con chứ? Đó, ra ngoài đó thì có. À, có nghĩa là bà không có xài tiền được ha. Vậy bà xài được cái gì không? Con tặng bà. Mẹ nội cha nó cứ tặng bé. À thôi không tặng nữa, không tặng nữa. Vậy thôi con không có tặng cho bà nữa đâu. À, giờ con đi theo bà đó coi thứ nhà bà ở đâu thôi. Nhà tôi ở ngoài đường. Ồ. Không có nhà có cửa gì hết. Trời ơi. Rồi các bà cứ lang thang gì thôi đó, hả? Trời đất. Không có đánh đen hay là phòng đen. Hả? À, đừng, không, bà đừng. Bà tính. Mẹ mày cứ đánh ra hoa điên không? Rồi xong rồi. Bà đi theo làm gì mà cứ biết nhà biết cửa, biết nhà biết cửa không à? Coi làng xóm ai coi hai cái thằng đây chứ. Đi qua hỏi thăm bác trai cái thứ bác trai có biết bà không? Ủa mẹ nó cà chớn cà chớn đúng không à? Đi qua hỏi bác bên này thôi. Thì lúc nãy mình cũng có hỏi thăm rồi, thì một số người dân ở đây nó nói là bà không có nhà cửa gì cả. Mà thấy bà nóng tính quá cũng không biết là giúp bà là giúp làm sao nữa. Nãy mình tặng cho bà 200 nghìn rõ ràng bà cóc mà bà kêu bà liền rồi. No, no.
bà đi xe rồi, trời ơi. Thật sự là mình muốn giúp bà mọi người, thật lòng luôn á. Mình thấy cái cảnh mà bà đi ngoài nắng giữa trưa như thế này mà mang theo nước nữa, bởi vì mình nghĩ là cái nước đó bà mang theo để mà bà uống á, chứ không phải bà nấu ăn đâu. Ai đời mà bây giờ ở giữa trung tâm thành phố như thế này mà còn đi xin nước về nấu cơm là mình không tin rồi. Thì lúc nãy mình có tìm hiểu là người dân xung quanh ở gần đây á, thì được biết là tâm lý của bà không có ổn định, mà cũng không có nhà cửa gì cả, ở lang thang rồi cứ phiêu bạt gì nè. Mình nghĩ là chắc bà ở gầm cầu á, mà mọi người cũng thấy cái hình ảnh của bà rồi, mình không thể nào tiếp cận được, cho dù cái khoảng cách là nó khoảng như thế này thôi, khoảng 1 mét thôi cũng không tiếp cận được. Mình tiến tới thì bà lùi ra, và nói chung là bà có những cái phát ngôn nó cũng không có, mình dùng từ cho đúng nè, những cái phát ngôn không có văn hóa một xíu. Vì vậy mà bây giờ mình không biết làm sao để giúp bà hết. Bây giờ làm sao để mà mình giúp bà ta? Mình nghĩ mãi nãy giờ không ra. Bà khi mà mình tới gần, bà lấy đá bà ném luôn, suýt tí nữa là hư cái máy quay của mình rồi. Lệch một xíu nữa thôi là dính vô cái máy quay là giục luôn rồi. Giục luôn cái ống kính, mà mọi người biết một cái ống len của một cái máy ảnh mà để chụp hình và quay phim nó rất là đắt chứ không phải là rẻ. Vì vậy nó cũng xé một xíu nữa là ra đi rồi. Thì đó, mọi người xem từ đầu tới cuối mọi người cũng biết là nhân tiếp cận bà lão nó khó khăn như thế nào rồi. Thì hy vọng là mọi người cũng không có trách mình, bởi vì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mình cùng với lại cameraman mà suýt tí nữa là giục máy chạy rồi, bởi vì bà xách đá mà ném. Rồi mọi người, nếu mà xem video á, mà ai mà ở Nha Trang á, biết gì về thông tin của bà lão này á, hoặc là người thân của bà, thì mọi người bình luận bên dưới nha. Để biết thêm thông tin về bà lão mà lang thang á, thì mình sẽ ghé vô một vị khán giả ở gần đây, thì mình sẽ hỏi thăm thêm về cái lai lịch của bà lão đó như thế nào. Bác ơi, ui chà, chó nhiều đó. Con chào bác. Chào con. Lúc nãy là nhau đi ngang qua thì hai bác có biết mình. Ngày nào mày với lại thằng con chào bác. Thằng Tú Lâm Thiết. Dạ. Mà có Campuchia con về giờ. Con về được hơn một tuần rồi. Tao biết mày qua Campuchia luôn. Dạ. Bữa nay da con giống người Cam chưa? Cam. Xương cốt xương rồi mà con quay. Dạ. Biết hết. Ủa, chị bị bệnh gì vậy bác? Bị cái là bạn đi bác sĩ Bình Tân á. Dạ. Bác sĩ thì anh nói là bị cái gì vậy? Kiết lỵ. Kiết lỵ. Một kiết lỵ là bị sao ta? Ý là ra máu á. Bệnh viện ta khám nó nói kiết lỵ. Kiết lỵ. Rồi rồi xong cái chuyện đi bệnh viện tỉnh ta khám, ta hớ đi vô Sài Gòn gấp, tức thì bị đại ung thư đại tràng. Rồi vô bệnh viện Chợ Rẫy là mổ hồi thằng nhỏ nó này đi học rồi mà là mới có mấy tuổi à, quên mới có mấy ngày nửa tháng sáng gì đó, hai ông bà ở nhà giữ đó. Giữ còn cái dây đó, nó cái dây treo cửa sổ đó, đưa qua đưa lại đó, cái dây bó trong đó không, cái lá sách nó bị bể. Dạ. Đưa nó bị bể. Thì như vậy là chào con. À, đây là con trai của chị đó, con đau đầu á. Còn nhỏ mới để này đi học rồi. Tức là ung thư đại tràng rồi nó chuyển qua gan. Giờ nay là mấy sáng nữa? Nay từ học dịch nó quá không được. Bụng bự. Mà chích thuốc là mà sao vậy, vô thuốc 8 lần khó chóc luôn á. Trời ơi, vậy là từ lúc mà chị bệnh nằm xuống như thế này thì gia đình mình là chắc tốn kém. Trời cha. Rồi đó, còn thấy không? Trời ơi, mấy trăm rồi. 5 năm thuốc đây giờ 9 triệu một tháng nè. Một thùng thuốc đâu gỡ ra nên 5 ngày nè. Một tháng là mình xài hết 9 triệu tiền thuốc. Thuốc đủ rồi. Cái ga cổ đó làm ăn kiểu này không đủ bữa con. Không đủ bữa. Sống gì thuốc nè. Coi thuốc nè, trời ơi. Sống gì thuốc không? Rồi. Một thùng thuốc cái kia nữa kìa. Một thùng này là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 10 triệu. 9 triệu. 9 triệu tiền thuốc hả? Một tháng á. Một tháng á. Wow. Còn thùng thuốc cái kia bỏ gì nữa? Thuốc đơn kìa. Mình không có tiền quay cái nhãn mác nha mọi người, mất công ảnh hưởng. Đặc trị ung thư hả? Các bệnh lý không tìm ra nguyên nhân. Ý sợ con chết thôi. Bỏ con cái ăn mình cứ hổ phải theo cái gì. Dạ được rồi chị. Nhiều thuốc ghê ha.
Thôi, nói thôi mà nhìn nói ở gia đình chịu nở còn nước ví dụ mình cũng vậy, nhân cũng vậy, nó gần chết rồi ai cũng sợ, ai bậy cái thuốc gì cũng đi xuống nấy, còn mà cũng bậy đi cái nào hay cũng đi, đi thấy gì khác như con vậy không, ai cũng sợ chết chứ không ai không sợ chết đâu, có nghĩa là còn nước còn tát, nước còn tát, ai bậy gì đi nấy, ai bậy gì đi nấy, ai bậy gì đi nấy, mệt lắm, chẳng lẽ không chiều con? Dạ. Bây giờ con mà nó có chồng của Hoàng Ninh Thủy, con Nhân à, nó có chồng Ninh Thủy á. Ninh Thủy, Ninh Hòa. Mà ông chín nuôi hàng ngàn xưa giờ lận. Dạ. Bắt thắp hương xong đi, thắp hương đi. Ủa, sao mình lại thắp hương giờ này? Không phải lâu bàn mà lâu cơ. 14 rằm á. À, hôm nay rằm hả? Hôm nay 14, mai rằm không á. Dạ dạ. Vậy là hôm nay ngày 14 hả? À, trời mày làm thế không biết ngày biết giờ hết nhận. Dạ con đi làm mà con quên ngày quên giờ hết trơn à. Quên luôn. Tao thấy mày ở Đồng Bò Phước Đồng mà mấy người nhà quan á chỗ được dạ. Lớn á. Có ma gì nó làm khục rục 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 dạ. Hồn luôn. Có không? Dạ có chứ. À. Dạ. Đi ngang qua. Đi ngang qua gặp mấy bác thấy vui quá, nhưng mà vô nhà thì lại không cảm thấy vui thiếu nào, bởi vì nhà có người bệnh á. Bệnh lâu rồi dạ. Con. Bác ơi, con hỏi thăm xíu bác. Hồi nãy con có gặp một cái bà lão mà đúng rồi, bà lâu rồi. Mặc cái bộ đồ rất là kỳ lạ. Ngang xưa rồi lận. Rồi đi lang thang vậy hả? Mà không có nhà mà nhưng mà. Ủa? Bác có biết lai lịch của bà lão đâu? Không mà nhưng mà ngày nào tôi trở ra cũng thấy hết á. Ủa gì hả? Là rất lâu rồi. Con hỏi bà không biết nói chuyện. Dạ có nói mà. Có nói hả được. Dạ có nói nhưng mà dưới không chạy em lắm hả? À bà không mà. Alo. Dưới bà chạy. Alo. Ý dưới bà chạy dàn sao? Mình ra sớm á không? Ý là con không có tiếp cận được bà lão đó. Đứng gọn gì là bà lui đây à? Dạ. Vậy là bác có biết la lịch của bà lão đó không? Không biết đâu. Không biết hả? Bây giờ chú Năm con ấy thì vô cái xóm Độc Chay Đất Lành á. Chú hỏi là người ta chỉ cho con, còn xóm mình này không ai biết bà đó. Mình chỉ biết là đi lang thang gì đó thôi. Không biết bà ở đâu. Thường ngủ ở Đồng Chay Đất Lành. Ngủ ở Đồng Chay à? Đất Lành, con biết Đất Lành. Dạ biết. Dạ. Vậy là cơ bản là bây giờ không có biết là không biết bà gặp bà ở đâu. Vậy ha. Trời gặp hà bác con thấy vui quá. Thôi bây giờ thế này nè, con chúc bác với gia đình có nhiều sức khỏe nha. Em chúc chị sẽ sớm được bình phục nha. Nhân nè. Dạ. Tao thấy cảnh trong mọi nhà tao lên lắm. Để con coi nè. Bác bỏ ga hả? Để con coi đại lý ga của bác tên gì? Chiến sự. Đâu? Cái này cái giấy này. Đâu được con xem cái đại lý ga của bác là có thương hiệu gì? Chị có gọi cho em hả? Giấy tờ thuế giúp có đầy vật dạ. Cũng phở hết. Dạ dạ. Chị muốn lấy cái số điện thoại của cái thuốc đó hả? Chứ mày bữa trước gặp ông nào cố gặp con nữa khỏi cái thuốc đó đó từ chị. Dạ con gọi vậy vậy thì xíu nữa con để lại số điện thoại cho cho được cho con cái cho con. Giới thiệu mọi người thì đây là đại lý ga ở thôn Thủy Tú xã Vĩnh Thái. Thường thì mình bỏ sỉ hay là bỏ lẻ bác? Bỏ lẻ thôi ha. Có nghĩa là mình chở tới nhà người ta mình bỏ hả? Bỏ công ty đó. Dạ. Ở trong này nữa hả? Dạ. Đại lý ghe chính sự. Nếu mà mọi người có ai ở đây thì ủng hộ bác nha. Thôi bây giờ thì video này chắc cũng kết thúc. Đó, mình tìm hiểu cái nguồn gốc của bà lão nãy nhưng mà hai bác cũng chỉ biết là bà đi lang thang thôi. Và hy vọng là mọi người sẽ thích video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye. Hiện tại và tương lai sắp tới thì Nhân sẽ bán những cái mặt hàng liên quan đến trầm hương tự nhiên. Và một trong số những mặt hàng mà sắp tới Nhân bán đó là chuỗi hạt. Chuỗi này thì sẽ là chuỗi 108 hạt, 3 vòng, nam hoặc nữ đều có thể đeo được. Và cái giá bán của nó sẽ là 2 triệu. Thì để mà so sánh giữa trầm thật và trầm trên mạng thì ở đây có một số sợi dây trầm mua trên mạng với giá khoảng 300.000 hoặc là 350.000. Thì hai cái màu nó sẽ khác nhau để mà phân biệt được trầm thật và trầm giả nó sẽ như thế nào. Thì đây là mọi người xem
thì cái giá của nó sẽ là 2 triệu nha. Và cái này là 4 ly. Nếu mà mọi người thích to hơn một xíu, nó sẽ có 6 ly và 8 ly. 6 ly thì sẽ là giá là 2 triệu rưỡi. Và 8 ly giá nó sẽ là 3 triệu. Và ngoài cái mặt hàng dây chuỗi này ra thì Nhân sẽ bán thêm là nhang phanh như thế này. Nhang phanh như thế này thì một phanh của nó sẽ đốt trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà một cục như thế này sẽ là 24 phanh. Và một phanh như thế này sẽ là 350 nghìn. Và để mà đốt được cái nhang này á, thì bắt buộc mọi người sẽ mua thêm một một cái này. Cái hộp này, hộp gỗ này nha. Thì hộp gỗ này sẽ có giá là 100 nghìn. Hai mặt hàng rồi, thì còn thêm một cái mặt hàng nữa mà Nhân bán, đó là trầm nụ. Và trầm nụ này thì mình cũng lựa cái loại tốt nhất mình bán. Cũng chưa tốt nhất, tốt nhất sẽ là 2 triệu một hộp. Nhưng mà mình sẽ bán ở cái mức giá mà trung bình thôi. Thì 800 nghìn một hộp như thế này thôi. Thì hy vọng là sắp tới mọi người sẽ ủng hộ Nhân. Và tất cả những cái giá trên á là Nhân bao hết tiền ship cho tất cả mọi người rồi. Nếu mà mọi người mua hàng về á mà thấy hàng giả thì có thể gọi điện cho Nhân, Nhân bồi thường lại một giây hàng thật. Mà thật sự là khi mà nếu mà hàng giả thì chỉ có sợ là cái chỗ ship hàng người ta tráo hàng thôi, chứ còn mình bán là sẽ là hàng thật 100%. Và hy vọng thì trong thời gian sắp tới mọi người sẽ ủng hộ Nhân bằng cách là có thể là mua chuỗi, mua trầm nụ hoặc là mua trầm phanh để mà ủng hộ Nhân. Thì những kinh phí này Nhân sẽ dùng vào cái việc là sẽ đi quay và gặp những cái hoàn cảnh khó khăn nào đó thì mình có thể giúp. Đó, hy vọng là sắp tới mọi người sẽ ủng hộ. Và số điện thoại thì Nhân sẽ để trên màn hình đó, mọi người cần mua thì mọi người liên hệ với Nhân nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.